Vô con. Trời ơi trời. Đừng ngại mà, không ngại. Ui. Cái con này bự hơn con bữa ăn với MBC luôn các bạn. Đã vô địch giải Free Fire châu Á đầu tiên ở Việt Nam. Ai cho qua đây các bạn? Shop Bếp Gấu.com chữ tính làm nên thương hiệu. Shop Bếp Gấu.com có rất nhiều loại vòng quay dễ chơi dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em. Là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Shop Bếp Gấu.com uy tín làm nên thương hiệu. Hello, what's up man? Hôm nay quay vlog cho anh em đột nhập gaming house của HQ Esports. Rất lâu rồi mình mới ra Hà Nội và không báo trước cho tất cả những người em của mình luôn nha anh em nha. Làm như vậy nó mới bất ngờ, kiểm tra coi thử tụi nó có tác phong như thế nào. Ở đây là FTC Green Abitant. Nhưng là các bạn biết thì mình tính là chuẩn bị mở game mana ở thành phố Hồ Chí Minh và sẽ dời tất cả team HQ và thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Nhưng mà hiện tại thì vẫn đang ở ngoài Hà Nội thì ở tạm ở trên đây các bạn. Thật sự là ở trên đây nó khá là chật. Ok, chúng ta cùng đi nào. Như bạn hỏi cameraman là ai thì ok, tôi sẽ quay cameraman cho anh em nè các bạn. Đây, đây cameraman là một người bạn của tôi. Đây, cameraman là một người bạn của tôi ở Hà Nội các bạn. Lên nào, đi. Tình hình dịch cuối khá là căng các bạn, nên mình sẽ thiết bị yêu quá trang vào. Hai hai. Bây giờ chúng ta sẽ vào ở phòng ra nha, coi thử mấy này làm gì các bạn. Đó. Chúc mà báo gì? À, chúc mà chúc kiến. Tôi có sao luôn. Trời ơi là trời. Qua chơi qua làm gì vậy? Ai chơi qua đây? Của bạn thì nước này. Của bạn được ai cho qua đây các bạn? Không cho nó qua đây rồi để tập trung cho Funky. Mà bây giờ cuối cùng giải xong rồi cũng không có vấn đề cho em nó qua chơi thoải mái. Ủa tụi nhỏ đâu rồi? Anh em vừa mới chuyên nghỉ xong ở trong phòng. Ok. Xin giới thiệu các bạn, ở đây là quản lý của team HQ Esports các bạn. Đây là Tổng, là người kỷ lục dẫn dắt team nếu là rất là nhiều. Rồi rồi Singapore thì Tổng cũng có đi. Còn kia các bạn biết rồi. Tay Tom. Game nào cho giờ này thấy hơi bị buồn nha. Mở đèn lên coi. Đây là Artemis. Thôi phòng mấy này coi. Thôi nhưng mà phòng nó hơi chật các bạn. Thì hiện tại thì cái bên nào chuẩn bị những cái vào thành phố Hồ Chí Minh rồi. Artemis ra chào mọi người đi. Rồi nha. Neo nào không neo nè. Chào mọi người đi. Đây là bạn ca hát anh em ơi. Thôi chà cái gì. Quen làm gì. Anh em coi cái đó mọi người. Thằng Nắng ca lại thằng Thái Sơn rồi. Đồ. Đây các bạn. Đây là chỗ. Anh em thấy đây là Thái Sơn các bạn. Còn đây là Nắng ca. Mày là đột xuất thế. Đột xuất cái gì? Nó ra là kiểm tra thử coi thử tụi mày ai sống sao. Tụi mày gì đây? Chưa đẹp tụi mày gì? Mấy tụi mày gì đây? Mấy đồ của em ấy. Trời ơi, cái hồn gáo vậy tụi lâm vậy? Chật quá à. Đang live chim à? Đang chuẩn bị live chim. Chuẩn bị live á? Chuẩn bị live chưa live các bạn. Thì Nắng ca đang live trên nền tảng Bùi Live. Cũng giống như tất cả anh em HQ đang live trên nền tảng Bùi Live. Đây các bạn, đây là phòng của HQ thì anh em thấy có tấm hình nè. Đẹp không mọi người? Đây là những kỷ niệm cái máy bắn giải giờ. Đây là giải chung là cái đợt rồi mình làm phòng thì mấy cái này thì không có. Thì sau này bắt đầu mấy cái máy bắt đầu dán rồi vô cũng đẹp, mình thấy cũng ok.
cũ chúng ta thấy dâu ngay mặt mặt gơ mà quay làm chào mọi người biết không? Thưa các bạn à. Ok thì tủ lạnh à, khám phá tủ lạnh của em này coi. Ồ, tủ lạnh mà ông ngồi, tủ lạnh mà ông ngồi dán cho mấy cái này nữa anh em à, coi nè. Đó, dán cho mấy cái này nè. Tủ lạnh có gì đây, cái này gì đây? Hay gì em ông Kỳ? Nấm à? Nấm ăn lẩu hả? À, nấm đeo mừng vô địch. Ok, thì đó là tất cả những gì của phòng Game Now thì khá là nhỏ. Những bản đồ các bạn thấy không? Rất là chuyên nghiệp. Đây là những bản đồ gọi là phong thôi. Phong mà để cho nó đẹp phòng luôn các bạn. Đây là máy tính livestream của Vinky. Vinky cũng đang live trên nền tảng Live luôn các bạn. Đây máy của editor em. Máy của editor. Rồi thì bây giờ chứ không có gì các bạn. Thì rồi nhỏ xinh xắn thôi. Rất là quả luôn. Đây. Rồi thì thấy không? Muốn bán giải là chúng ta phải có những bản đồ rất là bài bản các bạn thấy không? Và chiến thuật bài bản chia ra khá là chất lượng. Đấy, thôi ok. Hôm nay thì tính ra thấy là phòng này cũng ok, gọn gàng, sạch sẽ. Mấy em ăn ở cũng rất là nghiêm túc. Thì mình ra đột xuất kiểm tra coi thế nào. Con ho này mình nghĩ là chắc được rồi, nó quy vô địch giải châu Á thì không biết ai tặng. Ai tặng ho này tổng? Ờ, trời đất tôm à. Ok. Thì cũng không có gì cả. Còn cái gì đó thôi. Em ngồi chơi với Vinky là sao thôi. Hai tụi em nhà cứ. À đây, em quên rồi anh nghỉ tiệm. Cái gì đấy? Nhớ cái gì đấy? Đây. Quả cái chân em phải bán chân nó. Hai em nhà cứ. Còn em à? Ừ. Chắc lâu đây nhỉ. Ờ, mà hai mày quen nhau thật lòng mày. Thật mà đây khóa lại đây mà. thôi lấy mày á. À, đây là một cặp đôi rất là đẹp trong Game DeFi anh em biết rồi. Rồi, thôi chỉ như thế thôi chứ còn Game Now đâu có gì đâu. Tôi chết đi. Hai bạn đây. Anh Gì em? Đi ăn đi. Đi ăn hả? Nãy giờ hơi đói rồi. Ăn gì? Ăn hải sản đi, tại thấy anh tại em thấy anh đăng vlog. Nhìn thấy thèm. Thôi, vậy là cơm hộp đúng không? À, tụi mình lại cua King Rap Alaska vậy đúng không? Tụi Alaska đúng không? Ờ ok thì thôi bây giờ tại gia đình HQ sẽ đi ăn các bạn. Thì đi ăn cứ quay vlog luôn ta. Quay luôn nha anh em nha. Thôi đi nào. Thôi đem đi. Ở những mấy ông nói là trên mạng là có cái cua này bắt cua Alaska. À về mà cái này tôi để cua Alaska này mà đó. Cua Alaska hỏi bạn thì cua Alaska. Đó. Cua nó mũi. Phải. Cua Alaska. Má cua chút. Cho anh coi mà kẹo. Mấy người anh? 8 người anh ạ. 8 người đúng không? Không, hắn lạnh kinh luôn á. Rồi. Sao em? Bác con này vô. Con này. Con chảo này trong vào cái túi giờ này, cái con chảo tạt kẹt rồi. Này coi. Cho đây cái đó cầm này, cái đó cầm này. Cái cầm cầm cái thứ này. Cầm cho cầm cái này nó nặng nè. Ê, ơi, cầm cái chân không? Không. Rồi vô. Em cân cho anh 7 con nhá. Và 8 con với 1 con. Đâu mất ngoài. Đâu mất ngoài. Đúng mất ngoài nhá. Rồi ok. Ông buông nhỏ tụi em ăn không? Ông buông nhỏ đi, ăn luôn nha. Được anh em. Ông buông nhỏ đi. Ôi mình nó có cái nào?
Đây nó nhỏ hơn mình quê Chứng Minh thôi các bạn. Quê mình thì bọn người to lắm. Nhưng mà không sao, ở Hà Nội ăn cái gì mà không ngon. Thật sự. Ok, mọi người bà con ăn đây nè. Đây này, cho thêm cho rượu vô địch nè. Mỗi người bà con, ai cũng có phần. Đấy. Ăn ăn này sung sức, mấy người mà có người yêu á, yêu quân kỳ rồi á, nó có sung sức. Cái còn mà như đánh ca hay là Atomic thì chắc khó. Đánh ca nó có tình. Thì chơi đi sao. Ok. Thôi. Ăn bằng người chưa anh em? Chưa. Chưa luôn á? À. Ăn thử, ăn thử, ăn thử thôi, ngon. Ủa mình em ăn miếng luôn mà. Ăn miếng ngon. Cái này là cảm giác thế nào? Ngon, thêm mềm. Nó khác với miếng sò kia không? Hả? Khác hả? Cái mùi gì đó sao? Không biết là đây ăn bầu ngư chưa nha. Mình ăn bầu ngư khá là nhiều. Mình ăn bầu ngư từ nhỏ đến lớn đúng không bạn? Nhưng mà quan trọng là người chế biến nữa. Anh em có mỗi miền chế biến thì nó có một mùi dễ với nhau. Ở quê mình thì bọn người chỉ có luộc là nấu cháo này kia thôi. Ngoài đây nó làm gọi là nước má hành nè các bạn. Rất là ngon luôn. Ờ, đáng ca ơi. Ngày xưa em ăn bọn người chưa? Chưa. Chưa ăn bọn đúng không bạn? Em là đầu tiên. Còn anh em biết? Em chưa. Chưa luôn. Em thấy chưa? Đó. Cua, cua, ai lấy ca là đã ăn rồi. Đó, 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 cái cho mình cua, 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 à một khi ăn rồi nhưng mà chưa ăn chưa đúng hành này các bạn. Bữa Sài Gòn dưới phòng MBC cũng ăn đúng hành này mùi gì đâu khác. Ok rất ngon. Bây giờ ví dụ như là cái bò mua này đi, cái bò mua này cái muối thì ở trong Phan Rang, ở trong Phan Rang là tầm 300 mấy 400 ngàn một cân, nhưng mà ở đây tầm 1.3 triệu đến 1.4 triệu rất là mắc luôn các bạn. Còn cái đó như cái ví dụ cái con tôm hùm đi, bữa trước mình ăn ở thành phố Hồ Chí Minh, tôm hùm thì nó có rất có nhiều loại các bạn. Tôm hùm Alaska thì mình nghĩ rằng thì giá nó cũng ngang ngang nhau thôi, mà thực sự ra Hà Nội ăn tôm hùm Alaska đúng giá cao luôn. Tôm hùm Alaska mà mua Sài Gòn cái 1 triệu 1 ký mà ra đây khi mà chế biến xong á tầm 1 triệu 1.9 2 triệu, còn cua là tầm 3 triệu. Nhưng mà ngoài đây là nhưng mà rất giá rất là cao. Ồ, bên đây thôi giờ ăn cua 300 ngàn ký à, chỉ bữa luôn. Tôi còn có 900 ngàn ký. Mua ăn, ăn hơi dưới quần. Ăn hút luôn thôi. Bây giờ nghĩ cho các bạn nghĩ đi. Một bữa ăn thì mình mua cái này lên cho tầm 20 triệu. Nhưng mà bạn cầm 20 triệu bây giờ sẽ đến tuần ăn đi. Bạn ra bây giờ tôi nói cho một người ăn 2 cái cua luôn. Mà nó bật một người không bao giờ ăn nổi 2 cái cua. Làm gì ăn nổi 2 cái cua. Một người ăn 800 ngàn thì đầu quân rồi. Hết luôn rồi chỉ tầm 10 triệu là hải sản của anh không có gì hết luôn, rất ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đây các bạn, đây là các thành viên của Ác Quy và đã vô địch giải Free Fire châu Á đầu tiên ở Việt Nam. Thì bây giờ mình sẽ trao chúc cho thằng Quân Kỳ. Đây là chúc Quân Kỳ các bạn. Và đây là Thúc Quân Neo đại diện cho team nha, hai thành viên đại diện cho team của Atomic Hay Sorry. Thôi nhìn cho đăng, nhìn nó luôn. Rồi để em đánh ca. Đấy, mày tao. Tụi mày quay tin tức tụi mày. Anh vô rồi. Trời ơi trời. Tưởng ngại mà, không ngại. Ui. Cái con này bự hơn con bữa ăn với MBC luôn các bạn. Con này con bữa ăn MBC rồi có 3 ký 2 con này. Ba cũng 3 ký mà hơn được cái gì ta? Hả? Ăn mình xê chắc là ít người hơn. Ừ. Ít người hơn, đây là cho Phương Kỳ này đấy. Em xin món quà Phương Kỳ. Để anh cho nèo đảo. Thôi cho đặt củi thôi, 2 kg lắm nữa. Hay là cho thế đâu. Đây, đây, nghe là cho bộ nhất này đấy. Cho bộ nhất này. Đấy. Ok, ui. Cái con cua này á, em à, cái con cua này á, cái đó là ăn được mấy càng thôi. Chứ còn mà cái này cũng muốn ăn không mày? Ôi, này, nhớ, chứ đâu ăn mà. Người ta đỏ rồi. Thôi cái phần này là cho các bạn chắc anh em tắt đi thuốc ra thôi đó là rồi. Thấy ok, cái phần này thì anh em biết chắc giới thiệu sơ lược anh em đã coi nãy đã coi đoạn đầu đúng không? Thôi mình không giới thiệu lại, đây là quản lý của team Ác Quy Sports và là người dẫn tới sự thành công 70% thành công hôm nay. Tại bởi vì sao các bạn biết không? Bắt ngay là một chuyện, chúng ta phải có những cái thứ cơ bản như là kỷ lục như là chất hoạt động. Qua đây đánh ca các bạn. Đấy, người lên chiến thuật cũng giống như là người định hình các lối bắn của cái team khác. Ví dụ như anh em biết rồi, khi mà
những pha giao tranh của những team khác hoặc là những vị trí nhảy đâu nhảy đâu nhảy đâu. Các bạn muốn một bàn cờ tướng như vậy không em? Khi mà hai người đánh với nhau thì người đứng nó ngồi họ sáng hơn, họ rõ hơn. Và đây đấy, đúng rồi, đây mới thực sự là huấn luyện viên trưởng đó nha em nha, đây mới thực sự là huấn luyện viên trưởng Huy Sư Hốc đây đấy. Còn đây là đội trưởng của team Hắc Huy, còn đây là tăng cơ ở con team hàng đầu Việt Nam. Hắc Huy như nào, người con và cũng là cái vào trọng thì các bạn biết rồi, người con team là quyết định nó khá là nhiều, 80% trong trận đấu, cách di chuyển vòng bo này kia. Còn tăng cơ, đây là tăng cơ các bạn, còn kia là Snap. Ha, quay quay cảnh cảnh Snap này đi trai á, quay Snap đó, màu chưa? Ai ho có đủ rồi nha anh em, chỉ có ho này là chưa đủ này. Ho này là có tâm yêu rồi các bạn. Còn những con ho này vẫn chưa có chủ, ho này chưa có, anh biết có chưa ta? Đây các bạn quay quay kỹ anh biết nè. Anh biết chỉ có người chưa? Có rồi. Chắc có đâu rồi, chắc có đi. Đây là Tomas Ca nha, hôm nay đại ca quẹo ra ra rồi trao cúp cho anh em này. Đây là cúp của Neo. Còn cúp của mình ăn hết rồi. Đây mình chia cho anh em nhé, càng này. Ai cũng chú biết em, cũng chú biết em. Đây, thổi luôn, thổi luôn, thổi luôn. Trắng mà không? Trắng luôn. Không trắng mà. Ăn không thì ngon. À đủ. Sao, sao, sao? Ngon. Không nói đến trời. Trời ơi. Biết bài anh em nhé. Đây. Tăng cơ hàng đầu châu Á. Đúng, 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 ăn luôn đây, đúng ăn luôn. Đây. Đây. chấm anh phải không? Không, anh khỏi, khỏi, khỏi. Chưa, chưa, anh tỏ nữa, còn hồi tỏ anh. Hồi tỏ. Người về lắm, người về nhá. Đấy. Đấy, muốn được việc dưỡng, muốn được việc dưỡng, muốn được việc dưỡng. Ủa, lên bên trong tim. Ủa, sao không nghe mày, tỏ tỏ đi em. Sao? Sao? Quay á. Đây. Để cuối. Còn nhất nhá, mày. Gì đây? Đây là con lơ béo nhất. Ủa Việt Nam. Bây giờ nhiều lắm thôi. Ai là không khiến nó đùng nèo đây. Trời ơi anh em ơi, chết luôn rồi. Rồi giờ ta tổ. Chọn nhá. Ờ. Đây là cúp. Đây là người đây là quản lý hàng đầu của châu Á luôn. Đi team nào thì vô địch. Ok, đây em mời anh kêu. Rồi ok ta đi rồi. Thôi anh quẹo đi. Rồi ok. Rồi cũng ít thời em ơi, ít thời. Hai các bạn, đây là Quân Kỳ Đại Thành nha. Diễn viên chính của bữa ăn ngày hôm nay. Mình mời nhưng mà anh gọi là tiền. Cái của tôi mời đây là ở trong mấy con thịt này. Chỉ bác ra để hồng xam mày. Đây. Rồi, rồi. Ủa cái này đâu có thịt đâu em. Thì đấy anh ạ. Ma thịt để làm sao với nha anh em nha. Để qua con nó khóc. Ok thôi anh ơi. Ok thì cả team mới đi ăn rồi cũng khá là no. Thôi thì đoạn video kết thúc ở đây. Thì đây là tất cả các thành viên của team Hắc Huy Sports. Mong sao các bạn ủng hộ Hắc Huy Sports. Ngày nào yêu mến mình thì các bạn có thể ủng hộ Nghiêu Não, Nắng Ca hoặc là Thái Sơn, con GM và cả Athebit. Hiện tại các em đang like trên nền tảng Boyline để kiếm thêm một chút kinh tế.
các bạn chỉ còn lên mua like, sợ tên các bạn thấy là sẽ ra. Thôi, bye tất cả mọi người. Bye.